Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Vòng đấu thứ 18 vừa qua đã chứng kiến không ít những sai lầm từ các trọng tài ở cả V-League 2022. Ở lượt trận ngày 8 tháng 10 thuộc vòng 18 V-League 2022, cả hai trọng tài chính nhận nhiệm vụ trong trận câu lạc bộ Nam Định, Bình Định và Sài Gòn FC, Thanh Hóa đều mắc lỗi nhận định. Đầu tiên, trong trận câu lạc bộ Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Bình Định trên sân Thiên Trường, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đã bỏ lỡ một quả phạt đền của đội khách. Cụ thể, ở phút 53, sau một tình huống bật nhả ăn ý với đồng đội Jeremy Lin, Hồ Tấn Tài là người đã chạm bóng trước trong vòng cấm và hoàn toàn có thể xử lý bước tiếp theo để khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, sau pha chạm bóng của Tấn Tài, Minh Nghĩa bên phía câu lạc bộ Nam Định đã có tình huống kê chân khiến hậu vệ của đội Bình Định ngã. Với tình huống này, trọng tài Duẩn hoàn toàn có thể cho đội khách hưởng một quả phạt đền, nhưng ông đã không làm như vậy. Ở pha bóng này, trọng tài Duẩn có góc quan sát khá thuận lợi. Trong khi đó, ở sân Thống Nhất, khi Sài Gòn FC chạm trán với câu lạc bộ Thanh Hóa, trọng tài Ngô Duy Lân cũng mắc lỗi nhận định khá nghiêm trọng. Ở phút thứ 86, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Thanh, trọng tài Lân đã cho đội nhà hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Sau tình huống đá phạt cố định của Hữu Sơn, bóng đi trúng hàng rào và bật vào tay Trọng Hùng khi cầu thủ này đang nhảy lên. Trọng tài Lân đứng ngay đó và ngay lập tức thổi 11m. Tuy nhiên, sau đó, tiền đạo Mazer của Sài Gòn FC đã thực hiện không thành công quả phạt đền. Trước đó, ông Lân đã từng mắc lỗi nhận định khi bỏ qua một quả phạt đền của Hoàng Anh Gia Lai ở trận đội này làm khách trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 12 và khiến kết quả trận đấu thay đổi. Từ đó, trọng tài Lân đã bị treo còi trong hai vòng đấu tiếp theo. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn và Ngô Duy Lân đều mắc lỗi nhận định nhưng rất may là không làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu. Khi sau đó câu lạc bộ Bình Định thắng Nam Định 2-0, còn Thanh Hóa thắng Sài Gòn FC 1-0. Trong khi ở sân chơi hạng nhất, trọng tài Dương Hữu Phúc mắc lỗi nhận định nghiêm trọng hơn khi trực tiếp khiến kết quả của trận đấu giữa Khánh Hòa và Phú Thọ ngày 8 tháng 10 bị thay đổi khi thời gian thi đấu chính thức. Chỉ còn hơn 3 phút và tỷ số đang là 0-0, trọng tài Phúc đã quyết định thổi 11m khiến cả cabin huấn luyện của đội Phú Thọ phải nhảy dựng lên. Cụ thể, trong một tình huống tấn công của Khánh Hòa, sau đường chuyền của Lê Tấn Tài, Lê Thanh Bình băng lên nhưng có pha xử lý không tốt khiến bóng trôi qua chân mình. Từ đó, cầu thủ Trương Ngọc Mười của Phú Thọ đã có lợi thế để che chắn và hóa giải thành công, còn Lê Tấn Tài thất thế nên bị ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Dương Hữu Phúc dù có góc nhìn rất thoáng nhưng vẫn chỉ tay vào chấm 11m trong sự bức xúc của các cầu thủ và ban huấn luyện đội Phú Thọ. Tận dụng cơ hội này, đội Khánh Hòa đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giành 3 điểm trên sân nhà. Mùa giải 2022 đang bước vào khúc cua quan trọng khi kết quả của từng trận đấu, cụ thể là từng điểm số dù được cộng thêm hay trừ đi đều có sự tác động lớn đến thành tích của các đội bóng. Thiết nghĩ, công tác trọng tài nếu không được chấn chỉnh sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của các đội bóng và khiến chất lượng của giải đấu đi xuống. Theo nhận định của ban tổ chức giải, cả ba trọng tài là Nguyễn Viết Duẩn, Ngô Duy Lân và Dương Hữu Phúc đều mắc lỗi ở vòng 18. Chính vì vậy, họ sẽ phải nhận án phạt, ít nhất là bị treo còi không làm nhiệm vụ ở vòng 19 V-League 2022 và giải hạng nhất. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về công tác trọng tài vòng 18 vừa qua? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Netsport 247.